Rồi, xin chào tất cả anh em. Đây cái mic của em để trước đây nè. Tối bắt đầu em lò mò đây nè. Đó, ban ngày mất công chuyện, ban đêm nó cứ lò mò mấy cái mic vậy đó. À, thì sẵn hôm nay thì em quay lại cái clip này cho anh em xem cho vui ha. Và cũng như là chia sẻ với anh em mấy cái mẹo để chăm sóc những cái mic ghép ha, nha anh em. Mẹo thôi. Anh em có nhớ cái mai này không? À, cái mai này năm ngoái anh em. À, nó giống như một cây củi đó. Em có trồng và quay lại cho anh em xem đó. À, bây giờ nó vậy ha. À, đây là những cái thực rừng nha. À, còn trên đây là những cái bo ghép đây. À, em ghép mai cúc thọ hương. À, nó ra nụ này, ra nụ ha. À, nụ á. À, em vô cái vô nhôm mà để nó bị gãy. À, những cái mai ghép này anh em đừng có tưới nhiều anh em ha, giữ ẩm 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 mới được rồi. À, nhưng mà cái dòng cúc thọ hương này ha, à, nó phát chồi mạnh ghê lắm anh em. À, cái sức sống nó mạnh ghê gớm, có chăm sóc gì đâu anh em. À, lâu lâu tưới dưỡng rễ nó phát thôi. À, thì cái này em mới ghép từ đầu năm anh em ơi, đầu năm. Tức là ghép trước Tết nè, ghép trước Tết. Để bây giờ nó dạy anh em ha. Đó. Đó, tới đây á thì sẽ bấm đôn này. Đó. Lúc mới ghép á thì nuôi cho nó mạnh cây đã. Đó, nuôi mạnh cây ha. Đó, bắt đầu giờ thời điểm này nè là anh em bắt đầu bấm đôn ngang đây nè. Và anh em nên xài cái dưỡng rễ là rốt 2 ha, đừng xài N3M. Vì cái N3M á, à, nó làm cái chồi này nè. Ờ, nó phát dài lắm mà cái thuốc tọ hương đó, cái sung nữa thì nó dài thằng thuộc à. Ờ, nó 6 cái cây ha. À, và anh em xiên bấm đôn á, xiên bấm đôn và cái dứt bấm anh em xả tàn á để cho nuôi những cái thằng lá mới á. Ờ, cái tháng 3 anh em, tháng 3 âm lịch ha. À, anh em bấm để anh em nuôi cái thằng lá mới để cho bông Tết. À, chứ không cái thằng cúc tọ hương nó vô nụ nhanh lắm và nó nở cũng nhanh nữa. À, còn đây là cái mai giảo xoắn nha anh em. Giảo xoắn này lúc trước em cắt bo anh em. À, cắt bo lúc mà cái cây mai này nè, những cái chồi này nè. À, nó chưa ra những cái chồi non, chưa ra những cái tược non ha. À, còn nó lúc nó đang đứng đọt á. À, em cắt bo em ghép thì bây giờ là 12 ngày anh em mà nó ra cái chồi mới vậy đây ha. Để nó chia sẻ với các anh em là cái thời điểm chúng ta cắt bo á, lúc cái cây nó ngừng phát tược, chuẩn bị ra tược mới anh em cắt để anh em ghép. À, cái bo đó nó rất mau đâm chồi. À, chút nữa em quay lại cái cây mà em cắt cái bo từ cái cây này nè, em ghép xem cái bo đó phát triển như thế nào ha. À, chút nữa em tháo bịch em quay lại cho anh em xem luôn. À, lúc em cắt á là nó có những cái mầm ngủ như vậy nè. À, những cái mắt lá mà nó chuẩn bị ra chồi á em cắt em ghép. Thì đến thời điểm này á 12 ngày mà chính cái cây này nó cũng đã đâm chồi ha, và cái bo ghép của bên cây phôi nó cũng đâm chồi giống vậy luôn. À, chút nữa em quay lại cho anh em xem. Còn đây là cây mai phôi. Cây mai phôi này em chuẩn bị trồng. À, đối với việc mà chúng ta chuẩn bị chọn thời điểm để trồng một cây mai phôi, lúc cây mai ấy, nó cao nhồng á, anh em về là anh em cứ cắt theo đúng ý mình. À, rồi anh em xử lý những cái mắt cắt này nè. À, cho nó láng. À, rồi anh em quan sát những cái đầu này nè. À, nó đẩy ra những cái lớp nhựa. À, gọi là đẩy nhựa anh em. À, hoặc là nó đâm những cái mục nhỏ trong thân này nè. À, thì bắt đầu anh em khui bầu đất anh em trồng ha. À, còn lúc anh em chưa trồng á, anh em cứ giữ ẩm cái bầu đất này thôi, đừng có tưới nhiều. À, tưới sương giữ ẩm. À, và anh em rảnh á thì anh em dùng cái bình xịt á, anh em bỏ nước sạch cho anh em xịt trên thân á, giữ ẩm nó để cho nó màu đâm mục ha, đâm mục rồi anh em trồng. Đây cái cây mai này ha. Cái cây mai này em ghép mai giả tự xoắn. À, cách đây
12 ngày em có quay cho anh em xem đó, cái clip mà cái kỹ thuật để chúng ta ghép để cái tỷ lệ sống là 99% anh em. À, thì đến nay là 12 ngày ha. Thì hôm nay em tiến hành tháo bịch, quay và chia sẻ với các anh em luôn. Có anh em hỏi em á là bao giờ tháo bịch, anh em hỏi vậy ha. Đó, anh em có thấy nó ra 3-4 cái lá vậy nè, anh em tháo được rồi. À, nhưng mà cái kỹ thuật tháo anh em chú ý ha. À, khi anh em tháo anh em tháo bỏ sợi dây ra. À, anh em để cái bịch vậy à. À, để cho nó luồn cái không khí vô nha anh em. À, nhưng mà cái dứt chiều máng nha anh em, đừng tháo lúc buổi trưa nha. À, cho luồn không khí vô ngày 2 ngày 3 ngày gì đó cũng được. À, để y cái bịch vậy ha. À, khoảng chừng ngày 2 ngày gì đó, 3 ngày gì đó cũng được. À, đầu anh em rút cái bịch ra. À, cũng lúc chiều máng nha anh em. À, anh em đừng có lúc lấy cái bịch ra lúc cái trời nó đang nắng buổi trưa ha. À, cái hơi nắng nó bị hóc, nó táp vô là nó quéo lá. Nhưng mà những cái trường hợp mà nó quéo lá không sao hết, nó sẽ làm đâm ra lá mới nha anh em. À, đây có những cái lá mà nó bị dính vô cái bịch đó anh em. À, nó bị úng này. À, không sao ha. À, nó làm một chùm ra nè. À, là một chùm luôn. À, thì hôm nay em rút bịch ra hết luôn. À, cái này em cắt dây ngày hôm qua rồi. À, giờ em rút ra hết luôn. À, à, anh em thấy không? À, bo nào cũng sống ha, sống 100% luôn. À, đây cái nhựa nó đẩy mạnh lắm anh em, đẩy ở trong cái mắt bò đẩy ra rất là mạnh. Mới 12 ngày ha, 12 ngày mà nó lên vậy đây. Đó, cái lá này nè nó bị úng nè, do nó dính vô cái bịch đó, nó thòng xuống đó, nó dính vô cái bịch. À, sống hết 100% anh em ơi, không rớt một bo nào ha. Rồi sau khi tháo thì anh em chăm sóc như thế nào? À, đây anh em có những cái mục nè, có những cái mục ở trong thân ra nè, anh em lật bỏ ha, để cho nó dùng sức nó nuôi những cái bo. À, đó, lọc bỏ đi. À, và là những cái chồi rừng á ha, thực rừng á ha. Này, tổng cộng là em ghép 11 bo nha, 11 bo luôn. Đó, sống hết luôn, không rớt bo nào luôn. Đây, anh em thấy nhựa nó đẩy không? À, mới có mười mấy ngày thôi. Đó, mà anh em thấy nhựa nè, nó chùm hết cái bo ghép luôn anh em. Đó, nhựa ha, nó trùm hết cái bo ghép luôn. Đó, được không? Nhựa ngoài cái da luôn anh em. Đó, ngoài cái da cây luôn, nó đẩy ra ngoài luôn. Cây này nè, cái mắt này nè, cái mắt này có giống như cái cuốn nụ anh em, không có chồi lá mà ghép vô nó cũng xì lá ra luôn. Đó, cái bò ghép á, lúc cắt á thì nó chuẩn bị đâm chồi anh em. Kết hợp với cái thân anh em thấy không, cái cây phôi nè anh em thấy không? Đó, nó đẩy nhựa tràn ra cái bò luôn nè. Đó, cái lằn ngang á, lằn ngang xanh á, đó là cái nhựa anh em. Nhựa cái cây phôi á, nó đẩy ra. Đó, cái bò ghép nó cũng đầy nhựa, mà cái nhánh này nó cũng đầy nhựa nữa nè. Đó, nên khi lúc đó anh em gắn cái bo vô là nó tiếp xúc được liền luôn, nó bắt rất là nhanh. Đây, đây nè, mới có 12 ngày ha, từ đây nè, nó mọc tới ngoài này luôn. Nó là mày xoắn á, nó cái quăng 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 lại vậy đó. Có con mai bình thường chứ cái chồi đó nó dài lắm luôn rồi đó. Quan trọng cái bầu đất anh em, lúc anh em đang ghép á, để anh em đừng có tưới nhiều ha.
anh em cũng đã hạn chế tưới dưỡng rễ lúc lúc cái lúc mà chúng ta đang cục bịch đó, ta đừng có tưới dưỡng rễ đó. Mà miễn sao nó mà ẩm vậy được rồi ha đó. Nó khô thì anh em tưới xương xương giữ ẩm thôi đó. Đừng có tưới phân ha, tưới phân cho, đừng có tưới gì trong này hết đó. Lúc đang ghép đang cột bịch thì cứ để y nó ha, để im đó, để trong mát, để đương nhiên phải để trong mát nha anh em. Đây cái bo này nè, cắt từ cái cây này nè đó, một cái cây này hiện giờ nó cũng ra chồi luôn anh em ơi, ra chồi giống như cái cây bo, cái bo ghép bên kia luôn đó, anh em thấy không đó. Lúc em cắt á là cái chồi này nó chưa ra ha, nó mới có nó chuẩn bị thôi, chuẩn bị ra thôi đó. Và bây giờ cái chồi cái bo này nè đó, nó cũng ra giống bên kia luôn. À, mới có 12 ngày nha anh em, 12 ngày à. Đó, em có clip quay về cái kỹ thuật ghép chính với cái cây này nè, chính ở trên cái cây này nha anh em. Anh em vào cái phần mô tả, em có để cái đường link video đó, để anh em xem tham khảo. Ở đó em có để cái đường link video về cái kỹ thuật trồng cái mai phôi để phát triển bộ rễ mạnh, để cho cây mai nó có bộ nhựa mạnh á, và video kỹ thuật ghép để có tỷ lệ sống cao 99%. Đó, cây mai này thì em đã cắt dây cách đây 5 ngày anh em, bây giờ em rút bịch ra ha. Đó, cây mai này em ghép là 4 mắt bo anh em, 4 mắt. Đó, anh em thấy nhựa bên trong không? Đó, nó đẩy tràn trề luôn ha. Đó, xì, đó, nó xì đọt đó. Đó, nó đâm mầm trong mấy cái mắt cắt này. Đó, đây có là 4 bo ha. Đó, 4 bo phát triển đều rang luôn ha. Đó, có nụ nè, mai cúc anh em, mai cúc có nụ vậy đó, nụ tròn tròn vậy đó. Đó, nên tháo, nên tháo sợi dây thôi để quịch đó. Đó, 2-3 ngày, 3-4 ngày gì đó cũng được, rồi anh em rút cái bịch, cái bịch ra. Rảnh rảnh á, anh em dùng cái nước nước sạch á, anh em phun trên thân trên bo này nè, ngày phun chừng lần 2 lần vậy đó, lúc có trời mà nó đang hanh đang hóc á, phun nước sạch là giữ ẩm. Còn lúc mà vừa phun vừa tháo cái bịch ra đó thì anh em tiến hành phun cái này đây à, thuốc sâu nè, rồi cho thêm mấy giọt cái kích kích thích này nữa để ra nó cho nó ra chồi cho ngon ha, để cho nó sẵn chớn nó ra luôn đi. Cái Atonic này nè thì anh em pha loãng ha, một lít khoa gần 2-3 giọt thôi. Như anh em nói pha vậy pha làm gì, không tác dụng gì đâu pha. Từ đó cái cách của em nó vậy ha. Mà anh em phun cũng được, không phun cũng được, mà theo cách của em á, nên anh em phun cho mấy giọt này nè, để anh em kích cho cái chồi bọc cái bao ghép á, nó phát triển cho ngon anh em. Khi nó lú ra cho ngon lành hết rồi, sung mãn ngon lành hết rồi thì anh em không phun nữa ha, chỉ ngừa thuốc sâu và trị như vậy thôi. Thì mới tháo bịch ra thì đương nhiên anh em phải phun thuốc sâu rồi, chắc chắn là anh em phải phun thuốc sâu bỏ trĩ, chứ không cái không bỏ trĩ anh em, mà nó khoái những cái đọt non lắm, nó quất liền luôn, nó quất là cái nó cái bo ghép của chúng ta nó chậm phát triển. Cái loại sâu á, thuốc sâu á thì anh em chỉ cần chọn thuốc bỏ trĩ được rồi, bỏ trĩ chết thì sâu chết à, không cần phải pha mua hai loại pha chung đâu. Cái loại này á là 5WG nha, nó là cái gốc sinh học anh em, dạng cốm, nó đỡ mùi, ít mùi, nó ít nóng. Chứ không anh em nhận mua những cái loại mà nó loại khác á, nó có mùi á. Đó, sau khi pha này anh em phun sơ qua một phát vậy thôi. Đó, vậy thôi anh em, mua một lần một thôi nha anh em. Rồi chia sẻ thêm với các anh em nha.
Khi anh em xem thấy hay cho em một nút đăng ký để ủng hộ kênh nha, và nhấn vào nút chuông để đón theo dõi những clip mới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau. Anh em rảnh rảnh á, dùng cái nước sạch á, xịt trên thân này nè ha, ngày xịt lần hai lần vậy đó cũng được. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.